thông báo một tháng nữa là gia đình ta sẽ tổ chức đám giỗ cho ông ngoại. Trời. Cho nên bây giờ cái gì trời gì nghe nè, bây giờ mọi người nghe lời tôi, lấy toàn bộ chén dĩa bát ở trong tủ á, trong chảng á, hiểu không, đem ra rửa sạch sẽ, phơi nắng rồi để cho tôi kiểm tất cả một cái, đem trở vô trong tủ để chờ một tháng sau đám giỗ. Còn 3 tuần nữa. Thành đạt, thành công, thành tết. Dạ. Bà làm gì bà kêu réo ba cho con tôi ôm trời vậy hả? Bà muốn má, cái gì bà nói đi. Dạ. Đang ngủ nướng ngủ không yên với má nữa thiệt. Con đang đi vệ sinh mà chạy ra không kịp với má luôn á. Còn 3 tuần nữa là đến đám giỗ, cho nên tôi yêu cầu mọi người hãy thực hiện tất cả những cái điều mà tôi đã nói trong cái nhà này. Đúng không? Rửa chén, rửa bát, lau nhà, quét dọn bàn thờ, quét màn nhện, tỉa cây, làm sạch sẽ. 3 tuần nữa là 21 ngày. Dạ. 7 x 3 21. Dạ. Mà 21 ngày mới tới đám giỗ, bây giờ làm số làm chi rồi cũng mốt cũng rửa trở lại nữa. Đúng rồi đó má. Trời ơi, đợi nó gần tới 3-4 bữa đó mình dọn mình rửa luôn. Bây giờ cũng 3-4 bữa cái bụi gì đồ dơ dọn dẹp cũng như không à. Mai Thành Đạt, sao ông là chồng tôi mà ông không bao giờ ông hiểu được ý tôi muốn gì vậy ông? Chứ bà muốn gì? Ông ví dụ rằng tánh tôi là cái người lo xa. Nước tới chân mới nhảy là sao? Trời ơi. Bây giờ làm trước thì là chết tay nào. Bà tôi hỏi bà là 21 ngày nữa mới tới đám giỗ, bây giờ bà rửa bà để cái chén vậy nè, là bụi nó có vô không? Vô. Vô thì mốt đám giỗ rồi có rửa lại không? Nói nghe nè, bây giờ cho tôi hỏi nha, một ngày ông thở mấy hơi? Tụi con nhiều một hơn. Ngày dạ đúng, ăn bao nhiêu bữa vậy? Ba thôi bữa. Giờ nè ta nín thở đi, một ngày ta chỉ thở một hơi thôi hả? Không, một ngày 3 bữa không, ăn đúng một bữa thôi nha. Vậy cần chi ăn nhiều bữa, cần chi thở nhiều hơi vậy? Bây giờ nó dơ thì ta rửa vậy thôi. Hai đứa bay có ý kiến gì má mày nói vậy sao? Tính má lo sao quá, đợi sát sát gần gần đi rửa cho nó sạch má. Không. Ơi không, tới đâu ta làm tới đó, đừng có để mà mình phải cứ chạy rần. Xong rồi tới nơi mới cái nhà rồi chết này chưa xong rồi lau nhà rồi mà con làm không. Tôi muốn là làm phải có kế hoạch đâu vô đó, hiểu không? Nó giống như cái khuôn vậy đó, đút cái khuôn nào rồi ra cái khuôn đó, đừng có lem nhem. Rồi đây nè, chén bát nè, đem ra rửa đi, đem rửa lại. Xong rồi cất vô, rồi rửa xong rồi cất vô, có đếm số rồi. Mà số nào nó vô số đó, mà từ 1 tới 10 có gì đâu khó khăn. Bây giờ vô coi cái nào một quẹt vô mà thấy bụi thì ta đem ra ta rửa, còn cái nào mà mình thấy còn được thì cứ để lại đó. Nhanh lên dạ. Đừng dạ. Có ai bàn ra bàn vô gì nữa, hãy nghe lời tôi. Làm đi ba ơi. Làm xong rồi ba con đếm, rồi ba con sẽ đút vô để đúng chỗ. Trước vừa mới rửa xong, sắp xếp vô cho đã, từ này lôi ra rửa tiếp. 21 ngày nữa tới đám giỗ, rửa cho mòn da tay. Tự ly nó sáng bóng như vậy nè mà bắt con ra rửa, không biết rửa kiểu gì, rửa niềm tin hay gì. Thôi đừng có nói nhiều, rửa đi. Ơi. Tuần nhất, tuần hai, rửa chén kia, rửa đây đó, xong xuôi rồi nè. À chết chà, quên tét bánh chưng 100 cái. Alo chị bé cưng nè, chị nhắc cưng cái vụ 100 đòn bánh tét mà 50 chai 50 mặn. Đúng rồi, tuần trước đó. Bây giờ cái tuần là tuần thứ hai, chị nhắc lại đó cưng. Yên tâm, chị sẽ nhắc dần cho tới tuần cuối cùng là ngày nào chị cũng nhắc. Cảm ơn cưng. Còn 3 ngày nữa. Ố ý trời. Ông Mai Thành Đạt, con Mai Thành Công, con Mai Thành Tết. Nhanh. Nữa rồi đó ba ơi. Nhanh. Gọi là thấy tới công chuyện nữa rồi đó. Nói nghe nè, nhanh đừng lề mề. Nghe thông báo đây, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Đó, mà bây giờ còn tùm lum tùm la như vậy, biết tại sao không?
rất cần mọi người đem toàn bộ chén bát nồi niêu đem ra ngoài rửa sạch cho má, nhanh lên chứ không thôi tới ngày đó rồi lại rối ren, trời cái này chưa xong, cái này chưa xong, mình còn bao nhiêu thứ phải làm. À nữa trời má, má sao má sao ba bà sao bà ngộ quá à? Sao ngộ trời đất, cỡ rửa gì mà rửa hoài vậy hả? Bây giờ còn 3 ngày nữa thì còn bữa trước đám dỗ, bữa sau đám dỗ, bữa trước là rửa đi, rửa gì đâu mà rửa hoài, tốn xà bông tốn thời gian. Ơi đất ơi, bà lo xa quá, xa đến nỗi mà cha con tôi giới không tới luôn đó. Bà bây giờ hầu đó không có sanh tật, giờ sanh tật quá trời của đất rồi. Trời, con nói má nghe nè, hôm trước con nói má rồi, đáng lý ra bây giờ là mình rửa là hợp lý nè. Còn đằng này má kêu rửa đâu hoài, rửa hoài 8kg xà bông rồi đó. Bây giờ đóng bụi rồi bắt rửa nữa. Má, con nói cho má nghe nè, từ từ đi. Má là má bớt lo xa được không? Tại vì á, má thấy đi, má lo đủ thứ hết trơn, là bắt rửa, bắt lau, bắt dọn rồi tùm lum hết trơn rồi. Chưa quên cái vụ bánh tét nữa ba. Cái gì mà thấy gọi bà, cho bà bánh tét hoài luôn, gọi hoài, tốn tiền điện thoại cũng chết luôn á. Hãy dành cái thời gian đó để lo cho sức khỏe của mình đi. Mọi người đã xong chưa? Rồi. Bây giờ chốt lại nha, con nói rất hợp lý. Dạ. Vô cùng hợp lý đâu. Bây giờ rửa là mới đúng nè, đúng không? Nãy dạ, con đúng nói rồi. Đó. Chứ mấy trước mình rửa chi, mình rửa hoài vậy đúng không? Dạ. Vậy thôi bây giờ vậy, đừng tính xa xôi vậy đó. Bây giờ mình cứ tính tương lai đi, cứ lùi ngược quá khứ làm gì. Bắt đầu từ bây giờ, rửa. Tụi con đem hết ra ngoài, hồi nãy má thấy có bụi bặm rồi đó. Con rửa xong rồi để cho ba con, đó không ba con đưa vô từng số một cho má. Còn con nhắc cái vụ bánh tét, ai biểu mày nhắc, làm như má không nhớ gì, ngày nào má lại chẳng nhắc. Bây giờ má sẵn đây má nhắc luôn nè. Mọi người đứng dậy làm việc đi, đừng có ngồi đó mà nhìn tôi để làm gì. Alo, chị bé cưng nè. Ừ, chị nhắc lại cái vụ mà 100 đòn bánh tét 50 chai 50 mặn đó. Ê, chỉ còn có 3 ngày nữa thôi. Không quên hả? Làm sao quên được, chị sẽ nhắc từ bây giờ cho đến ngày đó luôn. Cái gì? Em nói cái gì? Ngày nào? Sao? Thì đúng rồi, là cuối tháng thì còn 3 ngày nữa là đám dỗ 100 đòn bánh tét. Tuần nào chị cũng nhắc, cho nên em đặt 4 tuần là 400 đòn bánh tét à? Trời! Mập quá đến độ không có áo nào mặc vừa. Cái tay nó luôn á, vừa. Được chưa?